Lina xin chào ông bà cô chú. Út Nhi xin chào cả nhà. Hôm nay hai mấy con ăn dâu tây. Trời ơi, nguyên chùm này đã ở cả nhà, nhưng mà nó còn sống, nó chưa chín. Ở đây nè, trời ơi, ở đây nè cả nhà. Wow, nó còn non, nó chưa chín. Nhưng mà có một cái chậu này nè cả nhà ơi. Đó, nghe nè. What is that? This is my Gemüse. Nha. Yeah. Đây nè cả nhà. Nào bỏ lấy bỏ vô chén đi. This must be wash. Nhà bỏ vô đó đi, hồi rửa luôn được. Hồi lại làm cái tích lên rồi ra rửa. This is a sweater. Then be so bad. Chén này nhỏ xíu mà nó chín luôn nè. Bỏ vô lên nè. Bỏ vô đó luôn đi, hồi lên nè rửa. Lấy áo flip nè. Nha. Where's the book? Here, so. Du. Nur rote? Ja, ich weiß, aber du haltest auch her. Eine Stiel so halten, dann so her. Ja. Okay? Nein. Để mama quay gần lại cho bà cô chú coi lên nè, hái nha. Yeah. Rồi. Verstick. À, nó trốn. Trốn. Cái dầu tây nó trốn rồi nè. Halte eine Hahn und eine Hahn. Oh Mann. Nam nam. Rồi hết rồi. Nein. Rồi hết rồi. Yes. Ở bên này nè cả nhà ơi. Mơ móp tới đây chín nè nghe. Đó. Trong nó nữa cái đó. Chỗ này nè mới là ngon nè. Đó. Chùm này ngon không? Đó. Rồi thôi xong rồi. À, trong đây cũng có nè. Nhưng mà nó chưa chín đâu nha. Rồi. Lại bạn Lena đâu đó coi coi. Lên đây đây. Được có mấy trái vậy cả nhà. Lena thu hoạch. Đi lại lấy luôn mấy trái kỳ sinh cho má mang luôn nha. Lena nó 11 trái. Ok. Rồi Lena nó cũng hái luôn mấy cái trái cherry này luôn nha cả nhà. Nha, rồi. Bỏ vô đây. Du nimm den Heiden. Trời ơi, mấy trái táo đã quá sắc chừng đã luôn cả nhà ơi. Mấy trái táo quá sắc chừng đã kìa. Ba trái kitchen cherry. Dạ, cherry. Đâu bình nữa đó. À, nó cay lắm. Hiền, không mà. Oven hier. Mit Blätter? Oh, nó không sao. Ich meine, die Stühle ist oben so. Na, egal, geht schon. Được không? Xong rồi hả? Wow. Rồi, bắt tay ra đây rửa luôn. Còn cái nữa không? Hết rồi. Rồi hái luôn mấy cái xin đi. Hết rồi. Rồi nè cả nhà, ở đây là bàn lên đang ngồi ăn nha đó. Cái nhà lá vườn được mấy trái. Dạ, để quay mấy cái trái táo cho ông bà cô chú coi coi. Nhiều quá trời nhiều. Nói, nóc sụt lai. Rồi ở đây nè cả nhà. Đó, mấy trái táo nè. Đó. Táo. Nói vậy chứ cả nhà biết gì không? Nó cũng rụng nhiều lắm cả nhà ơi. Táo. Dạ. Cái nè, nó rụng nè cả nhà. Đó, nó cũng rụng nè. Cũng tiếc lắm á. Nhưng mà mình đâu làm gì được đâu. Nó rụng mình đâu làm gì được nó. Rồi Lena đi là gửi dâu tây Lena ăn rồi. Lena gửi xong rồi Lena lau tay luôn nha. Để ăn thử cho kìa xin. Nein! Erst wenn alles fertig ist, darfst du Po. Nein! Đuôi mình nè 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 nè. Trời ơi, có mấy trái mà lên này nó làm tới làm lui thấy mệt quá hả mày. Xích tay nè. Xích tay nè mới thấy nè. Okay. Đó, rồi đó. Cái nhà coi kìa có mấy trái mà nó đếm mệt không. Tự mình trồng hả quý chưa. Zebra. Pflanzen an den Dingen. Oh cool. Rồi xong. Nein. Còn đếm nữa trời ơi. Có mấy trái mà còn đếm đâu mà. Muss man nicht sauber machen, ist schon sauber. Na, schon gewaschen.
Thôi, đợi nó rửa xong rồi nhũ ca hết rồi. Bắt sinh môn xoan rồi. Vì phí đức kỳ sinh lắm. Nó, nó là con. Thế là nó anh ơi. Vì sẽ bẻ hình đầu. Rồi. That is. Ngọ, nên nó xong rồi nó cả nhà. Lấy giấy lau tay đi. Rồi, xin mời cả nhà cùng ăn dâu tây với mà cháy sherry. Sherry is a burger, but it's in SFS. Wow, chua thiệt nha. Chua thiệt. Chua. Bây giờ ăn quen là thấy ngon. Cháy dâu tây nè. Có tạch không? Ngọt không? Ừ. Ngọt. Ừ. Mama ăn cái nít chocolate này ha. Ừ. Ừ. Cũng ngọt luôn nữa. Cái này nó chua chua, chấm muối ớt ngon lắm cả nhà. Bên này bà đã thờ. Dạ. Cái này nó chua chua chấm muối ớt ngon nhưng mà nhờ có mấy trái chấm nhỉ. Ít tôi đọc. Sắp xong. Bỏ con miếng mà vét. Coi cả nhà coi nè. Vậy nè, không ăn hết thì chừa lên khúc vậy bỏ nè. Tại vì gần cái cuốn á cả nhà. Lena ăn vô tay á, lúc nào cũng gần cái cuốn là nó dục khúc vậy đó. Ăn kỳ sao không? Lau tay đi. Rồi. Yeah. Nó xấu quá. Rồi. Nó có sân xin. Rồi. Rồi. Chúc nha ao phục giác xin. Rồi Lena ngồi đi chơi đi nha. Bye bye rồi. Đây nè cả nhà. Hôm bữa Úc Như đi á, thì Úc Như thấy người ta bán cái này là có 2.500 một chậu bông nhãn thọ, mà Úc Như không biết trồng ở đâu. Về cái tiết tiết còn sao mà bây giờ cũng như lợi thì người ta vẫn còn bán 2.500 một chậu vậy đó cả nhà. 3 bông, 4 bông thì mình lựa chậu nào tốt thì mình lấy á cả nhà. Đó. Về nhà hối tiếc nên trở lại mua nè. Trở lại lựa. Xong rồi cũng như mua khoảng chừng 30 chậu á cả nhà. 30 chậu á thì có 3 đồng hàng cả nhà. Đó. 3 đồng này mình ăn kem là hết trơn rồi cả nhà. Rẻ dễ sợ luôn nè cả nhà coi nè. Bông nhãn thọ này cũng như với ông xã rất là thích, tại vì thơm dễ sợ thơm luôn á cả nhà. Rồi về nhà cũng như nói ông xã hôm bữa cũng như đi thấy có 10 sen là có 2.500, ông xã nói có mua không, cũng như nói không, nhìn tới nhìn lui không mua. Xong rồi về cũng không biết chỗ đâu trồng. Ai về về cũng như suy nghĩ tới suy nghĩ lui cái thấy tiếc, cái cũng như chạy lại cũng như mua. Đó. Mà người ta vẫn còn bán thì cũng như được lựa mấy cái cây khác nữa nè cả nhà, mấy cây đỏ đỏ này nè. Được cây này đẹp mình lấy thì lấy được 30 cây. Đó, đẹp quá cả nhà. Bây giờ thì là đem về kiếm chỗ nào để mà mình nhét nó vô mình trồng đó. Đó cả nhà thấy không, cái bông đỏ đỏ này cũng đẹp dễ sợ luôn nè, cũng là có 2.500 vậy luôn á cả nhà, bằng với cái bông nhãn thọ luôn. Bông nhãn thọ vàng này thì cũng như không thích lắm, nhưng thích những cái cam cam mà nó có cái đốm đốm á cả nhà. Cái này cam này thì cũng được, mà cũng như thích cam mà đốm đốm, cam fleck á. Một chậu dày mà có 2.500 rẻ dễ sợ cả nhà. So với mình đây là rẻ lắm á, tại vì cái đó mình đứng ra mà người ta bán 1 đồng, người ta giảm mình là 90% là còn có 10 sen nè cả nhà. Quá sao chừng rẻ. Bởi vì về cũng như cứ hối tiếc nên cũng như phải chạy lại mua. Đẹp dễ sợ không cả nhà, cũng như lựa chọn được 30 chậu đẹp vậy đó. Thơm bông nhãn thọ dễ sợ luôn cả nhà ơi. Đây, Úc Như đã trồng nó vô đây rồi nè cả nhà. Úc Như chen xẻ vô, chen kẻ vô với cái bông lily á cả nhà. Cái bông lily này á, thì Úc Như trồng là để nó nhảy cái con ra thêm, mà bây giờ Úc Như phải chen kẻ vô đây. Đó. Úc Như chen kẻ vô, Úc Như trồng mấy cái nhãn thọ này vô đây. Bông lily giờ thì cũng đang nở rồi nè. Bông nhãn thọ trồng gần ở bông lily. Đó. Bông lily thì cam, bông nhãn thọ vàng vậy cũng hợp. Bông lily này coi chứ ra cây con nhiều lắm á cả nhà. Bông nhãn thọ này thì cũng có nhiều cây có nụ nữa nè.
Bông li li đó cả nhà, cam vàng gì cũng hợp ha. Thường thường thì bông li li này cũng như để nó nhảy cái con ra nữa, nhưng mà bây giờ chen chút cho mấy cây nhãn thọ vô đây. Chứ cây bông li li này thì nhảy cây con rất là nhiều. Cây bông nhãn thọ này cũng như thích nè, là có cái cam mà nó có cái chấm chấm á. 20 mấy cây bông nhãn thọ đó cả nhà, rồi mấy cây bông đỏ đỏ. Bông li li nở đẹp quá cả nhà ơi. Bông li li bây giờ đang nở nè, đang sắp nở hết rồi. Có tấp nở tấp chưa? Rồi, nguyên một bụi cây con li li nè cả nhà. Đó. Cái này mình bứng cái nhỏ này mình đi trồng chỗ khác thì mới mốt nó ra bụi nữa cả nhà. Đó, bông li li đỏ nè. Hồi xưa cũng như mua là không có màu đỏ, mà giờ từ từ cái có được mấy cây đỏ. Cái cây bông này của Lena hồi lúc trước có tặng cũng như hồi năm ngoái tháng 5 là lễ người mẹ cả nhà, mà bây giờ ra rồi nè, nụ nữa nè. Đó, để nó vậy mà nó ra hoài nha cả nhà. Cây bông này dễ ra. Đây cũng là bông li li luôn, màu đỏ nữa nè cả nhà. Hồi đó không mua màu đỏ mà giờ có màu đỏ thích ghê không. Cũng như trồng mấy cây nhãn thọ chan kẽ vô đây. Cây li li này bự dễ sợ luôn nè cả nhà. Đó, nhìn thấy mê luôn không cả nhà. Quá sức chừng nụ mà bông cũng đang nở nữa nè. Đó, nụ quá sức chừng luôn. Còn cây này á, là cây cẩm tú cầu nè cả nhà, màu hồng hồng nè. Ở đây thì cũng như cũng xen kẽ vài cây nhãn thọ này vô cả nhà. Tại vì cây này cũng như là cây hoa mẫu đơn, hồi năm ngoái cũng như mua không có bông, rồi năm nay lên thì cũng không có bông luôn, lá không à cả nhà, không có màu nụ, không có bông gì hết trơn á. Lá xanh lè nhẹ nguyên bụi vậy đó. Nó đúng như trồng mấy cái nhãn thọ xuống dưới đây cho nhìn thấy có bông hoa chút nè cả nhà, chứ không có bông hoa hả, mẫu đơn gì trơn. Trời ơi, lá không. Út Như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Út Như. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn,